Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưởng Phúc nha. Tiếp tục clip hôm nay thì sáng nay lu bu quá, chiều nay mình lên clip tiếp cho anh em nha. Thì mình xin nhắc lại quy định mua hàng bên mình luôn là gọi trước cho mình số điện thoại 0355 356 356 có trên cái bảng nha anh em, và cặp trước cho mình cặp Viettel 50k cho máy dưới 1 triệu, còn những máy dưới trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100k Viettel nha. Nhắn họ tên, địa chỉ cùng với mã số thẻ cao 15 chữ số, mã thẻ của Viettel, mình chốt máy cho anh em nha. Tiền cặp thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Tất cả các máy đoán ra thì mình có ship code toàn quốc hết nên anh em yên tâm nha. Anh em nào mà tin tưởng chịu khoản thành thì mình bao ship. Ok. Mình xin nhắc lại luôn nha anh em là bữa nay là dịch bệnh nó cũng hơi lan tràn đó. Nên là mình xin phép bán tới ngày 24. Ngày 24 Tết là mình sẽ ngưng nha. Mình sẽ ngưng để qua Tết nha anh em. Tự bên giao hàng bên mình nó thông báo cho mình là 28 nó nghỉ rồi. 28 thì nó nghỉ, nó không có nhận hàng nữa. Quên, nó không có đi giao hàng nữa. Là mình sẽ giao từ ngày 24. Là bữa nay 22 rồi. Rồi mình sẽ có 3 clip nữa cho anh em, 22, 23, 24. Là ngày 24 là ngày cuối cùng mình chốt clip nha. Là để anh em mua máy được xài Tết, cũng như là qua năm thì mình tiếp tục lại. Chứ bây giờ cũng dịch bệnh quá, người ta cũng nghỉ sớm. Và shipper nó cũng không có giao hàng qua cái ngày 25, nó không có nhận hàng bên mình nữa. Đó, ok nha anh em. Thì anh em nào có mua hàng thì tranh thủ sớm. Bữa nay còn mình còn 3 clip, nay mai mốt là hết. Cũng xin chào tất cả các anh em luôn. Hẹn gặp lại ở clip qua năm. Rồi, thì clip này xin giới thiệu anh em vài máy luôn. Mình có một con LG G6 anh em, nó hơi bơi kính nha anh em. Đó, con này bơi kính này, vỏ sao xấu này. Anh em nào mua thì về thích thay vỏ thì, còn không thì để em xài cũng được ha. Vỏ xấu, mình thì quay kỹ càng cho anh em xem. Kính thì bể, góc đây. Màn đẹp nha, màn bên trong thì không ai muốn hết, VIP luôn. Đó. Camera thì còn VIP, rất là đẹp nha anh em. Đó. Camera rất là nét nha. Camera trước sau thì phải nói là bao nét. Đó. Rất rõ nha anh em. Camera đẹp. Đó. Còn kính bể mặt sau xấu, kiểu như thế này. Con này LG G6, màn hình 5.7, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 3300. Và bán cho anh em giá cực rẻ nha, không kèm sạc nha anh em. Con này không kèm sạc nha, giá 800.000 thôi. 800k không kèm sạc. Anh em cứ xem kỹ clip trước khi đặt máy nha. Đó. Máy này vỏ sườn hơi bị xấu xước. Anh em nào xài chống cháy thì quất nha. Bỏ sim vô là xài thôi. Thấy vậy chứ mà xài cấu hình nó rất là mướt. Để anh em giá 800k. Một con duy nhất nha. Ok. LG G6 nha anh em. Không có kèm sạc nha anh em, mình không kèm sạc nha, chỉ có máy không thôi. Tiếp theo là con R5 Rim. R5 Rim vỏ 6. Đó, vỏ 6 cho anh em. Màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin 2400. Đó, vỏ thì xước sát xấu như clip mình quay. Không có đẹp ken nha, để nguyên mình không có thay. Màn thì không có xước sát hết, màn đẹp anh em. Màn kính đẹp, đã nhắn lượt và lượt rồi. Rồi, thì bây giờ anh em xem. Đó, R5 Rim. Màn hình rất đẹp, RAM 2 16. Đó, R5 Rim. Con này này cũng đỉnh một thời. Giờ thì ghế rồi, nó vỏ xấu nên mình bán nhanh cho anh em luôn nha. Giá con này là 950k, thì anh em giá 950 thôi, cuối năm rồi bán xả nhanh cho anh em, anh em nào thích thì chốt nha, 950k. Và mình có một con G5 Rim vỏ đẹp, đại dáng keo. Con này thì vỏ keng luôn, màn keng, vỏ keng, sườn đẹp, dành cho những anh em thích máy đẹp, sưu tầm máy đẹp. Đó, con này thì màn kính rất là keng, lục cường lực, dáng có cường lực á, mình lục ra rồi. Chức năng thì ok nha anh em. G5 Rim máy đẹp keng màu gold. Con này thì giá nhỉnh hơn nha, 1150. Con này là 1150, anh em nào cần thì hú nha. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356, cứ gọi cho mình. Samsung J737 màu đen, bản hàng. Máy đẹp tầm 98 tới 99. RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình là 5.5, pin 3300. Kính keng xà beng luôn. Máy này là quá đẹp nha anh em. Mình bật nguồn lên cho anh em xem. Đó là Galaxy Y3 đó nè, là con J737 á. Rồi lên nguồn rồi anh em. Đây, mình chỉ vô cấu hình cho anh em xem. Y3. J737 RAM 3 32 nha anh em. Con này để anh em giá 1930, 1.930.000. Kèm sạc và dán lực cho anh em. Mình có một con J7 Rim bản hàng này nè, máy riêng đẹp này. J7 Rim bản hàng màu gold. RAM 3 32, màn hình 5.5 inch. Pin 3300.
Nói chung ngoại hình rất đẹp. Đẹp tầm 97-98 thoải mái luôn. Đó, sườn nè anh em. Kính keng nha, kính không có vết xước luôn. Đặc biệt mấy con bán hàng rất là đẹp. Con trai thì mình có nói trong clip, còn đa số là máy đẹp hết. Quan 7 17 rim anh em, máy cực đẹp nha. Con này xài một sim nha anh em, để anh em giá 1750. 1750 kèm sạc giá lực luôn. Rồi, tiếp tục cho anh em là con ri 4 cộng nha anh em, bán hàng luôn ha. Ri 4 cộng, con này máy ri nguyên. Kính cái lưng sau này nè, có hai vết xước đây nha, do trưng bày. Đó, dạng hàng trưng bày đó anh em. Và kính thì keng xà beng. Do để lâu nó cứ xước mấy chỗ đó nhìn ghét. Nhưng mà được cái máy ri nguyên nha, rất là đẹp. Ri 4 cộng ha, 4 cộng bán hàng thì RAM 332. Màn hình 6 inch, pin 3300. Máy thì ri nguyên nha, mọi chức năng full. Màn hình 6 inch, RAM 332 chứ không phải RAM 216 nha. Rồi con này để anh em giá 1.9 triệu tròn luôn, ra đi nhanh luôn. 1.9 triệu nha anh em, còn thì hú mình nha. Một em Joy 3, Vsmart Joy 3. Máy keng tầm 99%. Nó đẹp tới mức độ là 99% nha anh em. Joy 3. Đó. Hôm qua mình có một con là bán rồi. Này tiếp tục một con nữa. Anh em nào cần thì hú nha. Đã dán cái lực cho anh em. Máy bán ra kèm sạc dán lực đầy đủ. RAM 332 nha anh em. Con này RAM 332 màn hình 6.5 inch nè, pin 5000, cực trâu. Mua về anh em xài lên mạng rồi Facebook, Zalo tẹt ra thoải mái. RAM 332 màn hình cực đẹp. Đó. Pin này trâu bò luôn anh em, pin trâu bên bò nha, màn hình nó pin 5000, xài thoải mái. Con Joy 3 để anh em giá 1850, đẹp keng nhưng mà vẫn giá 1850 cho anh em nha. Còn thì hú nha anh em, cuối năm rồi, bán nhanh cho anh em luôn. Tiếp theo là con Samsung A6 cộng màu đen. Màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3500. Máy thì đẹp. Lưng có một vết xước nhẹ đó thôi, còn keng ha. Đã dán cái lực rồi, máy bán ra kèm sạc cho anh em đàng hoàng. A6 cộng. Rồi, chức năng ok. Con này ra đi cho anh em luôn. Giá 2550. 2550 kèm sạc dán lực luôn cho anh em nha. iPhone 6S 16GB. 6S lút nha anh em, 6S lút 16GB nha, máy đẹp nha. Vỏ này. Gần như là không có xước sát. Xước ít thôi. iPhone 6S 6 Plus 16GB. Mình test qua thử coi. Máy như nào? Wi-Fi. Pin 86. Test văn thử còn nha anh em. Văn đầy đủ luôn. Rồi ra đi cho anh em giá nhanh gọn là 2.8 triệu nha. 2.8 triệu. Kèm sạc cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Huawei Y9 máy full box. Máy thanh lý siêu thị full box. Huawei Y9 RAM 464 màn hình 6.5 inch, pin 4000. Máy thì như mới nha. Bên đây là full phụ kiện. Đó. Máy keng xà beng luôn. Máy là dạng máy mới ha, dạng thanh lý Huawei Y9S Y9. Rồi con này ra đi cho anh em giá bèo luôn, 2650 full box. Tiếp tục cho một em Realme 5S máy mới full box luôn. Máy mới luôn, ốp lưng ốp liếc là đủ hết, màu đỏ nha anh em. Full phụ kiện ha, cáp cáp. Máy mới nha anh em, máy mới, xả cho anh em nhanh luôn. Tết anh em nào cần thì lái xài. 5S con này RAM 4, bộ nhớ 128, màn hình 6.5 inch, pin 5000. Đó, nhanh gọn nhẹ nha. Realme 5S máy mới. Để anh em bao nhiêu ta? Máy mới là 3490, để anh em giá là 2990 thôi. Giảm 5 xị nha. 2990 cho anh em. Nokia 3 5.3, mình còn 2 con. Anh em nào cần thì hú nha. Nokia 5.3 cuối năm rồi. Anh em nào thích thì xài. Con này là màn hình 6.5 inch, 6.55. RAM 364, pin 4000. Đó, máy này anh em coi cực đẹp. Nokia 5.3 máy mới. Máy cực đẹp luôn.
anh em thấy không, sườn viền cực nét này, mấy quá đã luôn, xài cực mượt nha anh em, đừng có giỡn với Nokia đây nha. Mẫu đây là Nokia đời mới nha, 6.55 màn hình cực rõ luôn. Máy này thực sự anh em là không thể chơi được đó, mẫu mới xài rất sướng, máy mới luôn, Nokia 5.3. Giới thiệu điện thoại này, ui em mình tắt nguồn luôn rồi, thôi tính nhanh gọn cho anh em luôn, con Nokia 5.3 giá xá luôn nha anh em, 2370 đó, anh em nào còn thì hú, còn đúng 2 coi, 2.370.000 không bớt nha anh em, anh em nào còn hú nha, 2.370.000 quá bèo, mấy mới nó gần 3 triệu, người ta đang bán 3 triệu, mình bán có 2.370 thôi, còn đúng 2 con, anh em nào nhanh thì còn ha. Tiếp tục, Samsung A10s, một con full box, cấp cáp cho anh em, full box, nhưng mà không hiểu sao con này nó bị cấn rất nhẹ trên đây. Đáng lẽ là máy mới luôn anh em, bán máy mới luôn, nhưng mà nó cấn nhẹ đây, mình đành phải bán cho anh em máy cũ. Nhưng mà con máy đẹp can 98-99% luôn, nói chung là như máy mới thực sự anh em luôn. Con máy này A10s full box, RAM 232 nha anh em, pin 4000 mà hình 6.22, cực lớn nha, để anh em giá 2 triệu tròn, nhanh gọn nha, mình xả nó cuối năm cho nó hết máy luôn. Máy mới nó 3 triệu mấy, để anh em giá 2 triệu tròn, anh em là còn hú nha, còn đúng một con duy nhất. Và máy tính bảng luôn anh em, Mattel 88 inch, về được 3 con nữa, anh em nào còn hú nha, về được 3 con nữa 88 inch. Đây máy thì có bao da các kiểu, mình sẽ lấy ra cho anh em, những em chưa xem clip trước thì còn biết. Đây cắp cáp tai nghe, cục sạc các kiểu đầy đủ, đây là bao da đó, và đây là cái máy của nó nha anh em, 8 inch nha, xài rất lành nha, lên xem phim YouTube các kiểu, bỏ sim vô đây là anh em xài thôi. Máy này xài sim lớn nha anh em, xài sim lớn, một sim lớn, một sim nhỏ. Thì vẫn giá cũ xả cho anh em luôn nha, 1.700.000 thôi, 1.700.000 bán lấy tương tác, thực sự con này không có lời gì giả nhiều anh em, bán tương tác cho anh em nha, 1.700.000 full box cho anh em luôn. Rồi clip này nhanh gọn nhẹ xin tạm dừng ở đây, thân ái chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe thành công nha, để đón một cái năm mới thật là vui vẻ. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha. Xin chào anh em.